đến ga Sa Lá City Inn. Ở đó có một cái hồ rất là đẹp và có một quán ăn Việt Nam được mọi người giới thiệu rất là rầm rộ trên TikTok. Chờ tụi mình đi nha. Tụi tôi vừa mới đến ga Sidian. Thì ở đây á, có cái đặc biệt đó là bạn sẽ thấy cái hồ đằng sau lưng mình là hồ Bitan. Ở đây người ta gọi là hồ Bitan. Thì buổi chiều á, người dân ở đây họ sẽ ra để đạp vịt. Và bây giờ hiện tại đang là khoảng 5 giờ rưỡi thì đang có hoàng hôn. Đây là Hoài Như. Sau vài ngày tôi cắt máy cho Hoài Như thì tôi thấy Hoài Như đã rất đẹp, là match với lại cái máy luôn. Kính chào mọi người, coi kỹ cái eyeliner của Hoài Như nha. Nghiêng nè, nghiêng, khoan nghiêng qua đây nè, nghiêng nè. Thôi đừng có nhìn vô camera. Rất là hợp luôn. Đừng có lùi ra phía sau. Đây là các bạn của mình. Mùi tạc vàng á. Xe xe à. Ừ. Ủa cát yên cho ông đi tương tỏ. Sao để vô Hư rồi. Để sát vô. Sát vô luôn. Ừ. Rung rinh rung rinh. Chưa. Anh dính sát vô. Điểm ạ. Hơn. Ừ. Nếu tôi sáu thôi. Đây nhân vật rất dễ ăn. Không nói gì cho cắt hình đó. Cắt. Tôi chỉ ăn được hết cái xích xích nữa nhưng mà mọi người đã ăn hết rồi. Nó rất là bự luôn. Nhưng biết bây giờ bao nhiêu độ không? Em không biết. Chân biết bây giờ bao nhiêu độ không? Coi đi, ai biết không? Để tôi... 13 độ. Bây giờ chỉ có 16 mà. Bây giờ lại lên 16 độ rồi nhưng mà vẫn lạnh. Lạnh lắm. Lạnh quá. Giận á. Tôi nói giận chứ tôi đã quen với lại cái thời tiết này rồi. Có những hôm có 12, 13 độ thôi. Thôi dịch cái món trước đi thẳng vô. Thì tôi đã vô được quán phở rồi nè. À, theo tôi thấy trên đường này thì đây là quán phở duy nhất bán mà cũng có khá đông người ăn. Tôi sẽ ghé vô ăn thử nha. Hồi nãy tôi thấy menu là 100 tệ một tô.
谢谢。So good, so good, so good. Đó là em cày thêm bộ phim nữa đi mọi người. Ừ, mai đi. Ủa gì còn những gì chút một tấm. Mày biết ăn cái rau này không? Như có hai người là một người bán. Tao bỏ ra nha, bỏ ra. Cái mùi hơi nồng. Một người bán không có mua. Chúng mua là ba ông thầy. Một người bán thôi. Dài không? Tôi chỉ thích cái ông thầy mà dạy hai cái môn thôi. Ông thầy dạy hai môn á, quá xuất sắc. Tức là thấy ổng kiểu như vừa dạy vừa chỉ dẫn nữa. Tao mắc cười ghê á. Cái gì ta? Nè, để thi giữa kỳ nè, có 5 câu. Câu này nha, câu 1 nha, tôi dạy tuần trước rồi. Câu 2, dạy tuần này. Câu 3, tuần sau dạy. Câu 4. Ủa thầy cho, ủa, không, để ý chứ. Nó đủ tôi quay thì nó chết. Tôi không có ý hại bạn đâu. Sinh tố uống. Sinh tố ở đây rất là mắc luôn. Hồi xưa tôi nhớ là ở nhà tôi á, một ly sinh tố bơi là chỉ có 20.000 thôi. Ở đây nó bán 70.000. Mẹ ơi không có tiền uống, mẹ ơi. À, 70 đồng. 70 tệ. Là cái gì? 70 mà 35. 56.000 tiền Việt. Cho nên tôi đã đổi xuống uống sinh tố đu đủ. Sinh tố hả? Tại một ly. Nhưng mà sữa hay đu đủ thì tôi đều ăn được. Nhìn thấy ngon. Giờ tôi đi vậy thôi. Tôi đi ngang qua cái gói tàu hủ tiếu. Thật sự nó rất là, cái mùi đó khá là nồng luôn. Cái này là cái gì đó? Nhưng mà khi ăn vào rồi thì bạn sẽ cảm thấy là cái vị thúi đó là mình có thể thích ứng được. Cái món tàu hủ thúi là bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên cái chợ đêm ở Đài Loan luôn. Trời ơi cái mùi. Cái quán ở đây rất là nồng luôn. Cái quán nồng nhất mà tôi đã từng thấy luôn á. Ở bên đây á, mấy chiếc xe máy nó rất là, tôi thấy nó rất là cũ luôn. Nó không phải kiểu như bên Việt Nam mình là có Vision, SH, đồ cái kiểu. Ở đây chỉ là mấy chiếc bình thường thôi, chắc là đa số người ta đi tàu điện ngầm. Với lại có xe hơi thì đi xe hơi. Và đặc biệt rằng là ở trên đường phố có rất là ít thùng rác luôn. Cho nên là mấy bạn dừng lại mua đậu xanh rồi. Thì mấy bạn thấy không? Đây là Hoài Nhơn nha. Xa kia là mấy bạn đang mua đậu xanh. Đây là cái quán tàu hủ tiếu mà tôi nói cái mùi nó rất là thối. Rất là thối luôn. Mày đứng không, mày thấy tóc tụi tôi bay không? Thật sự rất là lạnh luôn. Mày
Bảo Trân đã mua được một ly nước sau một hồi trải qua cảnh sinh tố, tiệm trà sữa. Thế ra một ly đậu xanh. Nhạt quá. 40 khoai ly nước gì? Sinh tố đậu xanh. Sinh tố đậu xanh hả? Này, múc ban liền đi được không? Ủa múc luôn rồi hả? Này múc đi. Nếu chị Hiền tay run run. Sao? Vậy mà nãy nó không đem món khoái. Nó có mùi. Mùi đậu xanh. Có giống chè vậy á. Tụi nó gần tiệm đậu hũ, cái mùi đậu hũ. Tụi tôi đang đi bộ lại ga Sindian. Hôm nay đi á tốn 50 tệ một chiều thì tôi thấy nó cũng khá là mắc. Tới đây thì tụi tôi chỉ chụp mấy tấm hình, ăn mấy món ăn xong rồi tụi tôi về thôi. Tôi hẹn là sẽ một ngày nào đó tụi tôi sẽ ghé lại cái hồ Vita này để đi đạp dịch. Bởi vì tôi thấy rất là đẹp luôn. Mình nếu không đi thì rất là tiếc. Đúng không Hoài Như? Bây giờ tụi tôi sẽ vô cổng và trở về đây. Bye bye.